khi ngu mà còn thích thể hiện. Nè, qua phi này phu trương thanh thế cho ai xem vậy? Vâng, vẫn là chị ấy. Dễ thưởng cho Hạ Thường Tại nhất trường hồng đi. Coi như dùng máu của cô ta thêm chút màu sắc cho lá phong trong cung. Nhất trường hồng sao? Nhất trường hồng là hình phạt trong cung. Dùng gậy gỗ dày 2 phân dài 5 thước đánh từ dùng eo cho đến hạ bộ, đánh cho đến khi gân cốt đứt đoạn, máu thịt hòa lẫn mới thôi. Nhìn từ xa chỉ thấy một mảnh đỏ tươi, màu sắc đỏ thật rất đẹp, cho nên gọi là nhất trường hồng. Tiểu chủ, xin mời. Quá phi nương nương, quá phi nương nương, thật